chào tất cả mọi người. Lại là mình đây, Hách Khan Việt Đức. Mình vừa làm việc xong và đang trên đường đi trở về nhà. Thì trên đường về nhà thì mình lại ghé qua một nơi cực kỳ là thú vị mà mình muốn quay luôn cho mọi người cùng xem. Mọi người thử đoán xem mình đang ở nơi nào nhé. Đấy, xung quanh mọi người có thấy không? Các cửa hàng trang trí đèn rất là gọi là lung linh luôn. Đằng xa kia là cái nhà thờ. Đấy, mọi người thấy có thấy cái tháp cao cao, đấy chính là nhà thờ đấy. À, ngoài cái tòa thị chính đấy. Như mọi người cũng biết đấy, ở trong Thiên Chúa Giáo thì còn khoảng gần một tháng nữa là đến Noel rồi, là một trong những ngày lễ cực kỳ quan trọng của người theo Thiên Chúa Giáo. Ở Đức thì cái ngày này cực kỳ là quan trọng, quan trọng hơn ngày Tết rất là nhiều. Người ta ăn chơi rất là to. Mặc dù là còn gần một tháng nữa nhưng mà người ta đã bắt đầu dậm dịch tổ chức các hoạt động liên quan rồi. Một trong những hoạt động mà phổ biến nhất đó chính là vai nắc mà. Tức là người ta xây dựng lên những cái khu chợ Giáng sinh ấy để bán các cái đồ trang trí hay đồ ăn truyền thống, và cũng là nơi vui chơi cho các thanh niên cũng như người dân ở đây. Đây chính là một trong những khu chợ Giáng sinh như thế, được nằm ở trong trung tâm Marienplatz, nơi ngày xưa mình cũng sinh sống gần đây này. Bây giờ thì mình ở xa hơn một chút nhưng mà cũng không xa lắm. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người vào trong khám phá xem là trong đó có cái gì nhé. Đi thôi. Ở đây người ta bán những cái đồ như là cái máng cỏ ấy, kết từ những cái nhánh thông ấy. Đấy, cái máng cỏ của Chúa Giêsu ấy, người ta mua về sau đó người ta đặt Chúa Hài Đồng lên trên và trang trí những đồ Giáng sinh ở xung quanh. Đấy, trong kia cũng có đồ Giáng sinh trang trí luôn. Ông già Noel kìa, các cái quả bóng lấp lánh nhỉ. Không, vì là đầu mùa nên người ta bán khá là đắt. Nhỏ nhỏ xíu xíu kia cũng 5 đồng, cho đến to tướng như thế này thì cũng 60 đồng. Bên này cũng có luôn này, rất nhiều luôn. Tuyết này, tuyết đang rơi ấy, thì nó bám trắng xóa này, nhìn rất là đẹp luôn. Nhiều lắm luôn. Cây thông Noel nhỏ nhỏ này. Người người nhà nhà đi sắm đồ Giáng sinh. Ở ngoài trời thì người ta dựng lên những cái lều như thế này. Đấy, lều tạm thôi. Hết lễ hội người ta sẽ tháo đi. Đèn nháy xung trăng khắp cây luôn. Cực kỳ là đẹp. Đằng xa kia là nhà thờ kìa. Đấy. Đẹp không mọi người? Đây là một quầy rượu. Rượu vai, người ta đun nóng. Người ta gọi là Glühwein ấy. Glühwein là một cái đồ uống truyền thống của người Đức trong dịp Giáng sinh. Trong đấy có nhiều thành phần lắm, mình cũng chả rõ lắm đâu. Nhưng thành phần chính của nó là vang đỏ. Người ta thổi quế rồi các kiểu. Thì người ta sẽ vào đây mua và đứng như thế kia, đứng xung quanh, đó là uống rượu vang nóng với lại bạn bè người thân. Đây là quầy cái candy chocolate specialty, tức là kẹo tẩm sô cô la
ra nó là những cái kiểu dạng hoa quả hoặc là ngũ cốc ấy, sau đó người tẩm sô cô la lên. Đấy, giống như thế này này, đây có táo này, có chuối, rồi thì các loại hạt các kiểu. Thôi như thế này là giống như kiểu như những kiểu như là cửa hàng gia đình ấy, những gia đình người ta có quầy hàng nho nhỏ bán những cái đồ truyền thống như thế này. Đấy. Còn đây là quầy của những hạt ngũ cốc tẩm đường này, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ, hạt maca, đủ loại luôn, ăn cũng ngon phết. Còn đây là cửa hàng bán bánh Giáng sinh truyền thống này, cái bánh ngọt truyền thống trong lễ Giáng sinh của người Đức ấy, thì nó giống như thế này, ở giữa thì gồm có những nhân giống như là nhân mận nè, mứt cam, rồi thì hạt điều, thành phần chủ yếu thì mình không biết đâu, nhưng mà ăn có một lần mình ăn thì nó giống như cái có mùi quế đấy, thì nó giống như thế này, ăn cũng được phết nhưng mà khá là ngọt đấy. Với bạn nào mà không hảo ngọt thì ăn cái này thì chắc hơi khó ăn tí. Còn mình thì ăn được ngọt nên mình thấy cũng khá là ngon. Sô-cô-la bọc bên ngoài chắc chắn rồi. Mọi người thấy đẹp không? Cực kỳ lung linh luôn. Rất nhiều hàng quán luôn. Người người nhà nhà đổ ra đường chơi Giáng sinh. Cực kỳ là lung linh huyền ảo. Một Giáng sinh ấm áp nhưng mà không ấm áp. Ấm áp tình người nhưng mà lạnh về thời tiết. Tuyết bắt đầu đổ nhiều hơn rồi,
Ở trời rất là lạnh luôn, uống hết cả tay luôn. Chắc âm 5-6 độ đấy. Ở phía chính, rất đẹp, cực kỳ lung linh. Mọi người thấy không? Có rất nhiều du khách, cực kỳ nhiều người ra ngoài chơi luôn, mặc dù là tuyết rơi. Bắt đầu trời đổ tuyết khá là dày rồi đấy. Nhìn này. Đấy. Chợ Giáng sinh này thì người ta sẽ mở rất là lâu nhá. Gần một tháng đấy. Phải đến tầm 25 hoặc là sau 25 thì người ta mới dọn dẹp hết Giáng sinh, các cái chợ như thế này. Nên là còn rất là nhiều thời gian để cho mọi người hưởng thụ với không khí Giáng sinh. Ở Đức thì vào Giáng sinh thì người ta cho học sinh nghỉ, học sinh sinh viên luôn nhá, nghỉ khoảng 2 tuần. Tết thì được nghỉ khoảng 1-2 ngày thôi, nhưng mà Giáng sinh thì nghỉ rất là lâu. Còn người đi làm thì được nghỉ được khoảng được 3 ngày, 4 ngày, tùy công ty. Cũng có thể công ty nào đấy người ta thoáng hơn, người ta sẽ cho nghỉ nhiều hơn. Nhưng mà thường thì khoảng 3 ngày. Thông Giáng sinh. Cái thông. Wow. Trong kia đẹp chưa? Khoai tây chiên. Một củ khoai tây to tướng ấy, sau đó người ta cắt thành cái khoanh. Không phải cắt rời ra đâu, mà người ta cắt nghĩa thuật lắm. Đấy, thành kiểu khoanh như thế này, xiên một cái que, nó nướng. Hoặc là chiên, chiên với bột. Đấy. Đây là khu sau đấy, nhìn thấy không? Mọi người thấy không? Người ta tắm bột đấy. Khoanh dài này. Xếp hàng đông không? Đó, mọi người thấy không khí Giáng sinh bên này thế nào? Có đẹp không? Cực kỳ là lung linh đúng không? Môi mình cứng hết rồi này, lạnh quá. Bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây thôi. Một phần là cũng dài rồi. Với lại một phần là thời tiết cũng trở nên lạnh hơn nhiều rồi. Tuyết rơi dày quá. Tay mình bớt cứng rồi. Dù đeo bao tay nhưng mà vẫn bớt. Này, mà mình cứng nói lưu lưu rồi. Ở ngoài trời lâu quá. Bây giờ mình xin phép về nhà. Clip tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì cùng đón chờ xem các clip tiếp theo của mình nhé. Về không khí Giáng sinh. Mấy nữa đến chính Giáng sinh còn đẹp nữa, mình sẽ quay nhiều hơn cho mọi người xem. Rồi, chào cả nhà nhé.